Thần tài mở sổ gọi tên năm con giáp phút giày mệnh lớn, trời đã thương, làm người thường cũng khó. Đầu xuân năm mới, phú quý phát tài xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, thành công rực rỡ. Quý anh chị thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn. Không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình cuộc đời của mình, rồi hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Rất may các nhà tử vi học đã nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi 15 ngày đầu tháng riêng của năm con giáp, chỉ rõ con giáp này khi còn trẻ có một cuộc sống nhiều khổ cực, nhiều rủi hơn là may, nhưng mọi thứ cũng chỉ là để thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp này mà thôi. Khi đã trải qua chặng đường gian nan nhất thì cuộc sống của họ mới thuận lợi hơn và nhận được nhiều phước lành quý báu. Đặc biệt phần tài lộc rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, tiền bạc dồi dào chất đầy két, an nhàn đón một năm mới đủ đầy hạnh phúc bên gia đình. Vậy đó là những con giáp nào, vận trình may mắn 15 ngày đầu tháng riêng của họ diễn biến ra sao? Thì hãy cùng Phú Quý Phát Tài theo dõi luận giải ngay sau đây. Xin chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp may mắn nhất 15 ngày đầu tháng riêng. Thời gian này là cuộc diện tam hợp với người tuổi Tỵ nên hứa hẹn sẽ rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Tỵ sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đối với những người cầm tinh con rắn, nửa đầu tháng riêng, vận khí tốt rất dễ được thăng chức tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ, cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, người tuổi này cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có. Có như vậy con đường quan lộ mới hanh thông thuận lợi. Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Tỵ theo năm sinh âm lịch 15 ngày đầu tháng riêng như sau. Tuổi Ất Tỵ 1965. Xem tử vi 15 ngày đầu tháng riêng thấy rằng vận trình của người tuổi Ất Tỵ thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng. Bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Sự nghiệp của con giáp này nhờ vậy cũng tiến triển tốt. Đây là lúc bạn có thể thoải mái sáng tạo, tạo dựng những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới cũng sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân đi nhé! Chẳng những công việc phương diện tài chính của Ất Tỵ cũng rất khả quan, tiền bạc nhìn chung cũng rất dư giả. Nhờ đó, con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và tích lũy kinh nghiệm từ trước, thì bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập đấy. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, sửu, thân, tuất. Người tuổi Đinh Tỵ 1977 là một trong những con giáp may mắn khi sắp tới bạn sẽ có những bước tiến triển hết sức khả quan trong thời gian này. Vượt qua những khó khăn và chông gai trước đó, thời điểm này bạn đang có sự đồng hành của thần may mắn nên có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Chẳng những vậy, vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tuy nhiên, vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng rửa hơi. Vận tài lộc cũng trên đà tăng tiến, đặc biệt trong 15 ngày đầu tháng riêng. Người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày cát khí vượng như hôm nay.
Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha không kiêng kỵ thì bao nhiêu cũng hết. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 2-3 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cam, xám, quý nhân phù trợ dần mão thân. Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 là một trong những con giáp có vận đỏ như son. Xin chúc mừng tuổi Kỷ Tỵ, đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng, có nhiều đột phá. Bạn có thể dễ dàng tìm ra những phương pháp phù hợp để tháo gỡ bế tắc vốn đang gặp phải trong công việc. Quý nhân xuất hiện đưa ra vài chỉ dẫn đơn giản là bạn có thể nắm bắt vấn đề rất nhanh, hiểu rằng mình nên thay đổi bắt đầu từ đâu. Tuy có đôi khi khối lượng công việc khá nhiều không khỏi khiến bạn căng thẳng, nhưng bản mệnh lại càng thêm hăng hái để chinh phục những đỉnh cao thách thức phía trước. Về tài lộc, tuổi Kỷ Tỵ cũng nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong các dự án kinh doanh, đầu tư mà mình dồn nhiều tâm huyết. Sau những nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng bạn cũng có thể thảnh thơi tận hưởng thành quả đầy tự hào của mình. Tiền bạc dư giả nên hãy tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần nhé. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Người tuổi Tân Tỵ 2001, con giáp may mắn này nhờ vận may từ chính tài mang tới, hoặc bạn có thể nhận được một món quà đắt tiền từ ai đó. Vận may trong kinh doanh và sự nghiệp tương đối tốt, ngoại trừ việc bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn trẻ tuổi Tân Tỵ rất mạnh mẽ và dám thách thức số phận. Bạn có tài năng thực sự và chăm học hỏi thực sự. Bạn đã và đang làm giàu cho chính mình. Bạn được định sẵn đã để vượt qua mọi thứ và sống với niềm kiêu hãnh của riêng mình trong thời gian này. Tuổi này đều tự lực cánh sinh từ khi còn rất sớm. Nửa đầu tháng riêng vận mệnh được thay đổi, thần tài đem tin vui đến cửa nhà. Không chỉ bản thân Tân Tỵ mà người trong nhà cũng được hưởng cát khí cùng. Bạn luôn coi trọng mọi thứ và luôn làm việc chăm chỉ trong im lặng. Có tiền cũng không khoe khoang khoác lác mà chỉ âm thầm mỉm cười và cố gắng. Bạn muốn đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người xung quanh mình, nhất là người thân trong nhà. Ngày rằm có thể tiến hành nhiều việc quan trọng liên quan đến tiền bạc của bản thân và gia đình nhé. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu vàng, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Tỵ. Tân Hợi là con giáp may mắn thứ hai, làm đâu thắng đó, trúng số cực to, phát tài trong 15 ngày đầu tháng riêng. Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cùng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo sư ưu tú. Những người tuổi Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Hợi an phận, không thích tranh đấu. Chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Trong suốt cuộc đời, họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ biết thiệt hại.
Một người bạn tuổi Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Hợi vẫn không hề có ý trách cứ mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo phô trương, ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn rụt rè. Ngay từ thuở nhỏ, họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học thiết kế. Dù giỏi kiếm tiền nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha hoang phí. Bởi vậy, tuổi Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và đầu óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan, chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến tuổi Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh. Thế nhưng, yếu tố may mắn vẫn theo tuổi Hợi trong suốt cuộc đời. Họ sớm trưởng thành và xây dựng cuộc sống gia đình với một nửa trọn vẹn của mình. Những người này rất coi trọng cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy, họ sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, tuổi Hợi lại nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những người thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự yêu quý, tin tưởng của mọi người. Nếu quyết định đầu tư vào kinh doanh buôn bán, tuổi Hợi cần phải suy nghĩ, tính toán cẩn thận. Đôi khi, sự chần chừ thiếu quyết đoán khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, không nên đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, nếu không sẽ dẫn đến những tai họa khó lường. Chỉ cần có đam mê, ý chí, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, tuổi Hợi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang vững chắc. Cuộc sống của họ lúc nào cũng sung sướng đầy đủ. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Hợi theo năm sinh âm lịch, 15 ngày đầu tháng riêng như sau. Người tuổi Tân Hợi 1971, nhiều dự định mới của con giáp tuổi Tân Hợi sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành ngay trong thời gian tới, đảm bảo mọi sự suôn sẻ hanh thông. Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình. Các tinh xuất hiện cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc, bản mệnh đủ ăn đủ tiêu trong 15 ngày đầu tháng riêng. Thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn kinh doanh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng đỏ, quý nhân phù trợ Mão Dậu Tỵ. Người tuổi Quý Hợi 1983, với sự năng động tươi vui của mình, con giáp tuổi Quý Hợi dễ dàng nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Do đó, đây là thời điểm bạn nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn đang muốn được người khác công nhận. Nếu đang đi làm, bạn nên chủ động phát biểu ý kiến của mình. Bạn ắt sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, triển vọng trong tương lai. Trên thực tế, sẽ có một vài rắc rối vẫn có thể xảy ra. Nhưng nhờ có các tinh phù trợ, bạn sẽ luôn giữ được đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, dẹp bỏ mọi lo toan trong lòng. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Quý Hợi có cơ hội được nhận nhiều tin mừng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong mối quan hệ của mình trước khi đưa ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm cho cả hai. Điều bản mệnh cần chú ý lúc này chính là hãy cẩn trọng hơn khi xuất hành, không nên phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn. Bạn cũng hãy lưu ý đến việc nạp lại năng lượng thường xuyên cho cơ thể sau khoảng thời gian làm việc vất vả. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường hồng, xanh, quý nhân phù trợ
Thìn Hợi. Người tuổi Ất Hợi 1995. 15 ngày đầu tháng Giêng, người tuổi này gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhận và tạo cơ hội cho bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức. Bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình. Phương diện tài lộc cũng có chuyển biến đáng kể. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường xanh, đen, quý nhân phù trợ Thìn, Ngọ. Tuổi Sửu là con giáp may mắn thứ 3 đến thời thoát khổ, đổi vận giàu có bất ngờ. Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Người tuổi này trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà. Nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức lại càng nhiều. Tử vi học có nói tuổi Sửu là con giáp không tham vọng, nhưng họ lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn. Vì vậy sự nghiệp của họ không những thăng tiến mà còn đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa. Bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn. Nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn. Người tuổi này sống theo cảm xúc, song yêu đương luôn rõ ràng minh bạch, không bao giờ có chuyện trăng hoa. Đường tình duyên đôi lúc gặp trắc trở, đặc biệt nữ giới có thể vì tham gia hoạt động xã hội mà gia đình sóng gió. Song chỉ cần có lòng thì mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động. Có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình. Tính cách cương trực, quật cường, là mẫu người bảo thủ và truyền thống. Tuy nhiên quá cứng nhắc, không khéo léo cư xử, lại dễ nổi nóng nên người này thường khiến mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, nhờ thế mà đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại nghị lực phi thường nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Nữ tuổi Sửu là mẫu mẹ hiền vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục dạy dỗ con trẻ. Nam tuổi Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Cụ thể tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Sửu theo năm sinh âm lịch 15 ngày đầu tháng Giêng như sau. Người tuổi Quý Sửu 1973, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Quý Sửu tính tình mạnh mẽ, nói được làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ tâm trí cũng không ngại chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động. 15 ngày đầu tháng Giêng, tài vận của con giáp này bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc có sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, quý nhân, quý Sửu nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân. Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.
Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với tuổi Quý Sửu, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, mùi, thìn. Người tuổi Ất Sửu 1985, may mắn nhờ đế vượng soi sáng nên công việc của Ất Sửu đầu năm được kéo lên và làm ăn cũng dễ dàng hơn hẳn. Đặc biệt, được sự hỗ trợ giúp đỡ của quý nhân trong công việc, cơ hội việc làm sẽ tăng lên và họ sẽ dễ được thăng tiến. Bạn cần lập kế hoạch và phân bố vốn và tài sản của mình một cách hợp lý, không mù quáng chạy theo xu hướng hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro, đồng thời duy trì thái độ hợp lý và thận trọng để đạt được sự phát triển tài chính. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ Tỵ Mão. Người tuổi Đinh Sửu 1997, tử vi đầu tháng riêng 12 con giáp âm lịch, dự báo tuổi Đinh Tỵ tràn đầy màu sắc may mắn khi có thiên đức và thiên phu, các tinh chiếu mệnh. Bạn vừa có thái độ sống vui vẻ, cởi mở, lại hòa đồng và nhiệt tình trong mọi việc, nên làm gì cũng có quý nhân theo sau trợ giúp. Sao thiên đức đi kèm với phát tài phát lộc, nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tiền bạc. Làm ăn mạnh tay, cứ hết lại có tiền về, khó mà rơi vào hoàn cảnh túng thiếu được. Vì bạn thông minh, luôn biết huy động vốn cho bản thân. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người thân ở xa của mình, có thể sẽ được cầu hôn một cách bất ngờ. Nếu bạn có người yêu thì tháng này là thời điểm thích hợp để cầu hôn. Không có những điều được đồng ý của cả cha và mẹ mà còn có sự tác thành của số phận mang tới. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím trắng, quý nhân phù trợ Ngọ Mùi Thân. Con giáp may mắn tiếp theo là tuổi Dần. Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị và một phần làm nên vận may của người tuổi Dần. Chính là bởi họ đã luôn làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, âm thầm không ai hay biết. Có nhiều người đặt kỳ vọng rất cao vào người tuổi Dần nên họ không muốn làm những người quan tâm đến mình phải thất vọng. Con giáp này sẽ luôn làm việc rất chăm chỉ. Cũng bởi điều này mà họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được khi có cơ hội. Ngày thường họ làm tốt công việc của mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Khi cơ hội đến, họ sẽ không bao giờ chần chừ, tự mình nắm lấy mọi thứ và kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, lạc quan, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Ở họ có tấm lòng chính nghĩa, khẳng khái, sẵn sàng bênh vực cái đúng, bất kể đối phương có là ai. Họ luôn dũng cảm đứng ra thể hiện thái độ của mình. Đặc biệt, họ dám mạo hiểm, thích phát kiến ra những điều mới mẻ. Bề ngoài, những người tuổi Dần hơi thô lỗ, nhưng nội tâm thì dịu dàng không so đo thiệt hơn. Chỉ cần khi họ thấy vui thì sẵn sàng thiết đãi bạn bè xả láng mà không suy nghĩ gì. Với họ, tiền không là vật thuộc cơ thể. Chính những nét tính đặc cách này mà vận thế của họ rất tốt, cuộc sống gia đình luôn tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, số giàu sẽ không đến sớm với người tuổi Dần mà họ sẽ phát về hậu vận. Vận trình của người tuổi Dần trong 15 ngày đầu tháng riêng này thật sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng. Bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Sự nghiệp của con giáp này nhờ vậy có tiến triển tốt, đồng nghiệp cấp trên chính là những nguồn lực trợ giúp bạn rất lớn trong quá trình hoàn thành mục tiêu. Đây là lúc bạn có thể thoải mái sáng tạo, tạo dựng những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới cũng sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua. Hay cứ mạnh dạn thể hiện bản thân đi nhé. Chẳng những công việc, phương diện tài chính của Dần cũng rất khá quan. Tiền bạc nhìn chung rất dư giả, nhờ đó con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi thì bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập đấy. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Dần theo năm sinh âm lịch 15 ngày đầu tháng riêng như sau. Người tuổi Giáp Dần 1974, ngũ hành tương sinh cho thấy các kế hoạch tài chính của bản mệnh đã đi đúng hướng.
nhu cầu gia tăng thu nhập đã giúp bạn mở ra con đường mới để khai phá tiềm năng của bản thân. Xem số tử vi thấy rằng có thực thần mang lại năng lượng mới mẻ cho con giáp tuổi Giáp Dần. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều cách để bạn thu thập ý tưởng. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc mở rộng các mối quan hệ thông qua mạng xã hội. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng vàng. Quý nhân phù trợ Tị Sửu. Người tuổi Bính Dần 1986. Tử vi khoa học dự báo vận may che chở cho tuổi Bính Dần ở rất nhiều phương diện. Nhờ đó bạn có thể tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch, dự định đã đặt ra. Vì dù con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ nếu lỡ gặp khó khăn. Hay nói cách khác, quý nhân vận của bạn ở thời điểm này đang khá vượng. Đối phương có thể là bất cứ ai bên cạnh, miễn là cuối cùng công việc được hoàn thành như ý. Cát khí lan tràn cũng hậu thuẫn cho các giao dịch thương mại của bản mệnh. Vì thế, bạn nên ưu tiên giải quyết các công việc này. Đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì càng nên xông xáo, chớ nên do dự mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh dương. Quý nhân phù trợ Mùi Mão. Tuổi Mão là con giáp may mắn thứ 5. Có thể nói rằng vận khí 15 ngày đầu tháng riêng mang đến cho người tuổi Mão rất nhiều may mắn. Đây sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Mão. Người sinh năm Mão sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến. Những cơ hội này có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đối với những người buôn bán, doanh nhân, một số cơ hội đang chờ họ khám phá và thực hiện. Về tài lộc, những người tuổi Mão có thể tăng thêm thu nhập nhờ những công việc bền bỉ. Những khoản tiền này có thể đến từ các khoản đầu tư thị trường chứng khoán hoặc mua bán lại một số tài sản khác. Nhìn chung, nửa đầu tháng riêng là thời điểm tốt để người tuổi Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp, dự án mới trong công việc. Sự nghiệp hanh thông, không có lý do gì tài chính của Mão không tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả. Nhưng bù lại, nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng gió. Người tuổi Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của người tuổi Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Mão đã theo đuổi điều gì thì theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học, xã hội, chính trị. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có đức, có tài, xuất sắc hơn người. Họ sống cá tính với những nét nổi bật như sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Kiên cường, bất khuất nhưng cũng nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác. Có tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Mão theo năm sinh âm lịch 15 ngày đầu tháng riêng như sau. Người tuổi Ất Mão 1975, nhiều dự định mới của con giáp tuổi Ất Mão sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành trong 15 ngày tới, đảm bảo mọi sự suôn sẻ hanh thông. Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình. Các tinh xuất hiện cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc. Bản mệnh đủ ăn đủ tiêu, thậm chí người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn kinh doanh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng đỏ, quý nhân phù trợ Mão Dậu Tỵ. Người tuổi Đinh Mão 1987, với sự năng động tươi vui của mình, con giáp tuổi Đinh Mão dễ dàng nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Do đó, 15 ngày đầu tháng riêng là thời điểm bạn nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn đang muốn được người khác công nhận.
Nếu đang đi làm, bạn nên chủ động phát biểu ý kiến của mình. Mặt Ất sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới triển vọng trong tương lai. Trên thực tế sẽ có một vài rắc rối vẫn có thể xảy ra, nhưng nhờ có các tinh phù trợ, bạn sẽ luôn giữ được đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, dẹp bỏ mọi lo toan trong lòng. Trong chuyện tình cảm, bạn có cơ hội được nhận nhiều tin mừng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong mối quan hệ của mình trước khi đưa ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm cho cả hai. Điều bản mệnh cần chú ý lúc này chính là hãy cẩn trọng hơn khi xuất hành, không nên phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn. Bạn cũng hãy lưu ý đến việc nạp lại năng lượng thường xuyên cho cơ thể sau khoảng thời gian làm việc vất vả. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, hồng, xanh, quý nhân phù trợ, thìn, hợi.